Thôi cho chơi lúc nữa đi. Đằng nào cũng thế rồi. Mới có mấy giờ? Mới 1 giờ kém thôi. Đúng đây rồi. Đúng đây rồi chứ, đúng rồi á. Mẹ không có video nhiều giống bố. Không quay video hai mẹ con đi. Đây, sáng nay đây, bố quay cho. Nhìn xíu xíu đó là cháu lên. Trơn ấy. Mẹ hy sinh để chụp ảnh cho hai bố con. Đi chụp cho con chịu. Thế mà Su có thích chơi với mẹ chụp gì nữa không? Thầy có tâm hình xong rồi quay đi. Ờ, chụp ảnh đã. Thầy có tâm hình. Đừng con gái thích nhở. Thôi bên này sau này chỉ có hai bố con xuống đấy rồi thôi. Lạnh. Bên này lạnh hơn bên kia. Đập chân này. Bên chân Su đạp nào. Uống uống cẩn thận uống. Lo đấy. Su Su ơi. Con bơi lại con mẹ đi. Thương bố ơi. Bà Su Su bơi này. Bà ơi. Su Su đập chân đập tay. Anh bơi đi. Bà đấy tại lên chơi đi không. Su Su ôm người lại rơi mất rồi. Lạnh đấy không ạ? Hình như con lạnh phải không? Thôi 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 thôi. Hay lên đi. Đánh chơi vui. Sang bên kia, vợ thấy bên này lạnh hơn. Sang bên kia nhá. Nhưng bên kia Su Su không thích con bên này. Thế á? Sang bên kia chơi nhá. À, có cảm giác biển hơn. Sang bên kia chơi nhá. Ôi, anh chị tụi con ơi. Để chú cho em lên đã. À, đi sang. Rồi em mẹ thay pin đi nè. Mẹ lên mẹ thay quần áo. Mẹ thay cái áo mới. Trời này thì không xuống bể bơi được anh nhỉ? Lạnh nhỉ? Bơi được nhưng mà lạnh. Lúc xuống thì lúc ở trên thì nó lạnh, lúc xuống thì nó ấm lạnh. Nước đúng anh, nước nó cũng ấm. Cái gì cơ? Ngã ở đấy chờ. Chú nói cái gì cơ? Ở đây có xoài này, hái xoài cả. Sống lâu năm. Đại lại cắt bà là nó. Thì Su nói đi. Rồi, cà phê. Lạnh lắm.